Chào bạn, chào mọi người. Hôm qua thì mình có làm một cái sửa quạt, bởi vì mùa hè đến thì mình cũng nói sơ sơ một chút sơ qua về cái cách sửa cái quạt bị nóng. Có hai nguyên nhân để cái quạt của các bạn bị nóng thôi, ngoài hai nguyên nhân đó ra không có bất kỳ một nguyên nhân nào khác hết. Hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là cái cuộn dây của các bạn đã bị chập rồi. Là chập như thế nào? Thì hôm nay mình tiện đây mình nói rõ luôn. Nó chập là tức là nó bị ngắn mạch. Một số bạn nó cũng ngắn mạch là cái gì? Ví dụ như cái quạt của quạt đó nó là 10 10 khoảng độ, cục quạt ngắn bình thường là khoảng độ 600 ohm, nhưng mà bây giờ các bạn đo chỉ còn có 500 ohm thôi là bị ngắn mạch. Và sao? Thì cái số vòng dây ở trong đó, cái vòng dây đó, cái cuộn dây đó nó bị chạm hay là bị chập một một búi lại này này, giữa cái đầu với cái cuối của một cái cuộn nào đó bị chập, giữa 300 vòng với 200 vòng bị chạm với nhau là bị ngắn mạch. Ngắn mạch có phải là nó vẫn quay đúng không? Vẫn quay bình thường không có vấn đề gì cả, nhưng nó quay sần sật, nó quay không đều và lâu, khoảng độ 15 20 phút bắt đầu nóng, nóng dần nóng dần nóng dần nóng dần, bởi vì cái độ quay của nó không được tròn đều, không được êm ru, không được mượt mà. Đó là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến cái quạt của bạn bị nóng. Các bạn cứ nói về dầu với mỡ với viết. Thứ hai á, mình nói về cái chuyện nóng, nguyên nhân thứ hai đó là do cái trục, là bị kẹt, có bị kẹt hay không. Vậy thì cái trục mà bị kẹt á, nếu mà cái trục bị kẹt thì các bạn sẽ phải dùng cái tay để xoay 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 để xem cái trục nó bị có bị kẹt hay không, trục bị kẹt hay không này. Nếu mà quay mà bị nặng á thì nó sẽ này, mà quay này, nếu không cái trục này mà nó nếu mà nặng thì có nghĩa là bị kẹt. Và khi cái trục bị kẹt thì dẫn đến sự ma sát rất lớn và quạt cố gồng để cái thằng nào mà cố gồng cứ cố gồng để cho nó quay, nhưng cái thằng cản lại vẫn cứ cản lại, khác khác gì mà bạn đi cái xe máy lên dốc, thằng cố gắng cản lại còn thằng thì cố gắng để ra sức để mà làm việc, không khác gì các bạn đi cái xe máy lên dốc hay là để đạp xe đạp lên dốc thở lẻ đẻ đó. Và như vậy thì sẽ chỉ khoảng độ 10 phút thôi, là 5 phút thôi, nóng ran luôn cả cái cục quạt này luôn, cái cục. Vậy thì làm cách nào? Thì các bạn sẽ phải đệm lòng đen ở trong đây làm thế nào đó, chuẩn cái cốt lõi ở giữa, và để làm thế nào đấy khi các bạn quay cái tay như thế này và nó không có bị vướng mắc cái gì hết, nó trơn, và các bạn sẽ lấy dầu để tra. Nhân tiện đây thì mình